Chào mừng các bạn đến với bài học trực tuyến vào tối thứ ba của chúng ta ngày hôm nay. Thì nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đó như là cái nội dung trên bảng này có cung cấp cho các bạn từ buổi trưa nay rồi. Thì đã thông báo các bạn là tối nay chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến chương số 3, đó là chương về amin, amino acid, protein và peptide. Nói thì nói như vậy thôi nhưng các bạn sẽ có hai mảng chính, đó là liên quan đến amin và amino acid. Tuy nhiên thầy nghĩ rằng phần amino acid sẽ gặp nhiều hơn và phần bài tập của chúng cũng sẽ quan trọng hơn so với amin. Thế nên hôm nay một buổi về amin thôi, chúng ta sẽ gói gọn một chút câu hỏi lý thuyết, một chút câu hỏi về bài tập nhiệt phân, thầy xin lỗi của nhiệt phân mà bài tập đốt cháy, và một số câu hỏi liên quan đến cả bài tập tính axit bazơ của amin, tức là bài tập về phản ứng trung hòa. Thế thì các bạn sẽ có 3 kiểu bài tập trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến. Đấy là nội dung liên quan đến amin. Tất nhiên là hôm nay chúng ta sẽ không nói về lý thuyết về amin không, mà chúng ta sẽ kết hợp những bài tập tính toán cụ thể liên quan đến từng loại amin mà chúng ta có gặp. Các phần lý thuyết về amin các bạn có thể học trên lớp, hoặc là tham khảo trong một khóa học, hoặc là tham khảo trong các tài liệu, sách, báo, hoặc là một số tài liệu các bạn trên mạng các bạn download về để các bạn tham khảo xem cái lý thuyết, cái tính chất liên quan đến amin như thế nào. Thì khi các bạn đã có được cái tính chất đấy rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về những cái tính chất mà các bạn đã học liên quan đến amin các bạn nhé. Vậy thì các bạn hãy chuẩn bị cho thầy một tờ giấy, bút và máy tính. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 1 đến 2 phút nữa. Và các bạn nhớ rằng hôm nay chúng ta sẽ nói trọn vẹn liên quan đến amin luôn, những cái câu hỏi mà thường gặp liên quan đến amin xuất hiện trong đề. Nếu nói riêng một phần về amin thì chúng ta sẽ không gặp quá nhiều câu hỏi đâu. Bởi vì liên quan đến chương này thì cái mảng quan trọng nhất thầy nghĩ rằng vẫn là liên quan đến amino acid và những cái dẫn xuất của amino acid. Vậy các bạn lưu ý phần lý thuyết về amin cho thầy. Và trong cái quá trình chúng ta chữa thì chắc chắn rồi, thầy sẽ hướng dẫn các bạn, sẽ nhắc lại các bạn về lý thuyết, những cái phần quan trọng mà các bạn lưu ý liên quan đến amin để chúng ta có thể trả lời được những cái câu hỏi mà thầy đưa ra cho các bạn. Được nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 1 phút nữa. Các bạn đừng quên like và share clip này. Và lịch các bạn học sinh lớp 11 thì các bạn cố gắng nhớ thầy là sẽ rơi vào tối thứ ba hàng tuần. Trừ khi có tuần nào đó thầy có việc bận thì thầy sẽ thông báo trước với các bạn. Còn các bạn học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối thứ 7. Và tối thứ 7 tuần này thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học sinh lớp 11 cách xử lý bài tập về HNO3. Những bạn nào học sinh lớp 12 cái phần vô cơ có chót quên thì các bạn nhớ theo dõi lịch vào tối thứ 7 hàng tuần của chúng ta. Và tất nhiên là không quên chúc tất cả các bạn nữ này, những bạn học sinh nữ năm nay có thể có một ngày 20 tháng 10 nói chung là vui vẻ và được tặng nhiều quà các bạn nhé. Và coi như đây một món quà mà dành tặng cho các bạn liên quan một số bài tập về amin. Rồi để không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ đi vào ngay những câu hỏi đầu tiên, những câu hỏi về lý thuyết. Các bạn quan sát ra được câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 thì hỏi như sau: điều nào sau đây là sai, hay người ta còn gọi là nhận định nào sau đây là không chính xác. Các bạn đọc từng nhận định hộ thầy. A. Các amin đều có tính bazơ. Nhận định này là hoàn toàn chính xác. Tất cả các amin đều có tính bazơ. Vì sao lại amin lại có tính bazơ như vậy? Chính là đáp án D đã giải thích cho các bạn. Amin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn một cặp E chưa tham gia liên kết. Thì cái cặp E chưa tham gia liên kết đấy, nếu nói về bản chất thì chúng có khả năng nhận proton H cộng vào theo đúng thuyết Bronsted học ở chương trình lớp 11. Thế nên các amin hầu hết đều có, không phải hầu hết mà là tất cả các amin đều có tính bazơ. Nhưng tuy nhiên tính bazơ của chúng thì lại không giống nhau. Có thằng thì lại bazơ mạnh và có thằng lại bazơ yếu. Thực ra dùng bazơ mạnh hơn là dùng từ mạnh là không chính xác. Thì dùng từ chính xác là có những thằng có tính bazơ mạnh hơn và những có thằng tính bazơ yếu hơn. Chứ còn tất cả amin đều là bazơ yếu hết. Tuy nhiên có một cái loại amin yếu, tính bazơ nó cực kỳ yếu, yếu đến nỗi mà không thể đổi màu được quý tím. Đấy chính là một số loại amin thơm. Các bạn nhớ nhá, và điển hình đó là anilin. Vậy thì ở đây nhận định sai đó chính là đáp án B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn ammoniac là không đúng. Ammoniac các bạn tưởng tượng đó là một cái nằm ở giữa, một chất nằm ở giữa. Thì các amin no hay người ta còn gọi là amin béo sẽ tính bazơ mạnh hơn so với amin. Còn riêng đối với anilin hay còn gọi là các amin thơm, tính bazơ của chúng rất yếu, yếu hơn cả ammoniac. Vậy nhận định B là nhận định không chính xác bởi vì không phải tất cả. Lưu ý thầy như vậy. Đấy là câu hỏi số 1, chúng ta nói nhanh một chút về tính bazơ của amin. Câu hỏi số 2, cho các chất sau. Người ta hỏi rằng là trong các chất này số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là. Bởi vì khi các bạn đã học đến phần này rồi, tức là các bạn học gần hết chương rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể liệt kê lại những chất nào có khả năng tác dụng được với dung dịch NaOH. Bởi vì các bạn cũng gần như là kết thúc phần hữu cơ rồi. Vậy thầy sẽ liệt kê cho các bạn những chất có thể tác dụng với NaOH này. Trong lúc đó thì các bạn đừng quên comment cái đáp án của mình lại. Các bạn chọn câu hỏi số 2 đáp án gì? Các bạn biết là 2A hoặc là 2B hay C gì đó. Còn bây giờ thầy nhắc các bạn về lý thuyết. Nói về phản ứng với NaOH thì có rất là nhiều hợp chất hữu cơ có thể phản ứng được.
Ở chương trình lớp 11 thì các bạn có một hợp chất hữu cơ duy nhất. Thực ra là thầy dùng từ chính xác là hai hợp chất hữu cơ đi. Có đều có tính axit, có thể tác dụng được với dung dịch NaOH. Đó, thứ nhất là chúng ta có phenol. Phenol là các hợp chất hữu cơ có nhóm OH và gắn trực tiếp. Đấy, người ta gọi là nhóm OH của phenol. Hợp chất hữu cơ số 2 của lớp 11 đó chính là các axit. Các axit carboxylic của các bạn có thể tác dụng với cả NaOH theo kiểu axit bazơ bình thường. Lên lớp 12 thì các bạn có một số loại hợp chất mới, đó là ester hoặc là chất béo. Thì hai chất này đều có thể bị thủy phân trong môi trường kiềm, tức là tác dụng đối dịch NaOH. Đến chương số 2 các bạn học carbohydrate thì chẳng có chất nào cả. Chương số 3 của chúng ta thì sẽ có một số muối. Các bạn nhớ thầy một số muối. Ví dụ muối gì? Bây giờ các bạn liệt kê này. Đầu tiên chúng ta có ethylacetate, CH3 COO C2H5. Đây là một ester, vậy rõ ràng ester này sẽ bị thủy phân trong môi trường kiềm để thu được muối và ancol. Aniline không phải, bởi vì aniline đã là một bazơ rồi. Các bạn nhớ rằng tất cả các amin đều không phản ứng với dung dịch NaOH hoặc CaOH, bởi vì hai thằng bazơ thì không thể phản ứng với nhau được. Nhưng cái chất tiếp theo thì có, à ancolic không này. Axit acrylic đã nghe từ axit thì 100% phản ứng. Đây là công thức của axit acrylic. Thầy viết lại cho những bạn nào mà chót quên công thức. Tiếp theo phenol cũng có. Phenol có. Bởi vì phenol, đây, chất đầu tiên thì liệt kê. Phenol là một axit rất yếu, nhưng tuy nhiên dù là axit yếu hay axit mạnh thì đều phản ứng được với dung dịch bazơ, chuyện hiển nhiên. Phenin amoni có rua, chất này được. Đây chính là cái loại muối mà thầy nói với các bạn này. Phenin amoni có rua với công thức hóa học là vòng benzen này, đây là phenin này. Amoni NH3 clorua là Cl. Đem tác dụng với NaOH. Thầy nghĩ rằng có phản ứng này là phản ứng mà cần phải nhắc cho các bạn nhớ. Muối tác dụng với cả bazơ thì sản phẩm các bạn sẽ thu được là muối mới và bazơ mới. Vậy muối mới của các bạn sẽ thu được là NaCl và bazơ mới của mình chính là aniline cộng với nước. Xin sản phẩm thu được chất kết tủa với hơi hoặc đi ly yếu là phản ứng hoàn toàn xảy ra. Đây thỏa mãn điều kiện bằng trao đổi. Được. Chất tiếp theo là ancol benzylic thì tất cả các loại ancol đều không phản ứng. Các bạn nhớ nhá, phân biệt ancol thơm và phenin, thì xin lỗi, phenol. Và cuối cùng là pegrezol. Cái chất này mà các bạn không nhớ được công thức của chất này là bỏ qua luôn đấy. Cái câu này mà không nhớ được cái công thức này thì đây chính là pegrezol, tức là hai nhánh này ở vị trí para với nhau. Một CH3 và một OH thì người ta gọi tên đấy là crezol. Vậy thực ra nó có nhóm OH của phenol. Vậy được. Vậy tóm lại các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5 công thức. 5 chất có thể tác dụng được với NaOH. Vậy câu hỏi số 2 thì chọn đáp án C. Đúng không? Để làm được một câu hỏi lý thuyết như thế này thì đánh giá đây không phải là câu dễ các bạn nhé. Không phải là cái câu mà các bạn đọc phát các bạn có thể chọn ngay đáp án. Và cũng không phải là cái câu các bạn có thể dễ ghi điểm. Bởi vì các bạn chỉ cần thiếu một thớt hoặc là thừa một chất thì đều là sai. Vậy cẩn thận với câu hỏi số 2. Tiếp theo các bạn sang câu hỏi số 3. Câu hỏi này thì thầy đòi hỏi các bạn so sánh tính bazơ của amin. Nào bây giờ các bạn hãy so sánh cho thầy chọn cái dãy nào thỏa mãn trong cái dãy ở dưới, bốn đáp án ở dưới. Cho lúc thầy đợi bảng khô nhé, các bạn trả lời hộ thầy. Thầy cho tổng cộng của các bạn ở đây là 5 amin, 5 chất có tính bazơ. Có thả amin, có thể cả natri hydroxit, có cả ammonia. Người ta hỏi là độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là. Các bạn có thể nhớ là trong tất cả các loại amin, như lúc đầu thầy còn nói amin thơm là amin yếu nhất. Amin thơm là amin phải có nguyên tử nitơ gắn trực tiếp vào benzen thì đấy mới gọi là amin thơm. Amin đó là yếu nhất. Vậy các bạn nhìn cho thầy, trong 5 chất thầy đưa ra có một amin thơm duy nhất, đó là chất số 1. Vậy rõ ràng 1 phải là chất yếu nhất, vậy loại ngay đáp án C. Bây giờ vấn đề là 1 đến 2 hay 1 đến 5 thì sau amin thơm là chúng ta sẽ đến chất tiếp theo, đó là ammoniac. Vậy đó là chất số 5. Vậy 1 năm loại nốt D. Bây giờ các bạn nhìn 1 năm này, nó khác nhau ở hai chất tiếp theo, đó là chất số 2 và chất số 3. Nhìn đáp án đi, vận dụng đáp án lên. Hãy so sánh tính bazơ của chất số 2 với chất số 3 xem thằng nào mạnh hơn, thằng nào yếu hơn. Chất số 2 của thầy là một amin bậc 1, người ta gọi là ethylamin. Các bạn nhớ về khái niệm bậc của amin là số nguyên tử hydro bị thay thế từ phân tử ammonia. Vậy chất số 2 là ethylamin, chất số 3 của thầy là diethylamin.
thì người ta nói rằng là tính 3 giờ của Amin phụ thuộc vào cái cặp E đấy, nó dễ bị đẩy đi hay là bị hút vào. Thì rõ ràng là càng nhiều gốc no thì cái khả năng đẩy E càng tốt. Và khi đẩy E như vậy thì khả năng nhận proton mol cộng rất dễ. Vậy người ta nói rằng tính 3 giờ của chúng mạnh hơn. Vậy rõ ràng chất số 3 sẽ mạnh hơn chất số 2. Vậy thì các bạn sẽ có là 1, 5, 2, 3 và cuối cùng là 4. 4 là 3 giờ mạnh nhất bởi vì chúng chính là NaOH. Vậy đáp án A là đáp án chính xác cho câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4, một câu hỏi liên quan đến đồng phân. C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là, phân biệt câu hỏi cho thầy nhé. Người ta sẽ hỏi rằng là số đồng phân chứa nhân thơm hay người ta gọi là số đồng phân chứa vòng thơm khác so với câu hỏi là cho biết số amin thơm. Bởi vì amin chứa vòng thơm tức là đã bao gồm cả amin thơm đấy rồi. Bởi vì amin thơm chỉ được phép là nguyên tử nitơ gắn trực tiếp vào benzen thì đấy mới là amin thơm. Còn nếu chỉ chứa vòng thơm không thì người ta gọi là amin chứa vòng thơm. Nào bây giờ các bạn viết được thầy. Với vòng thơm là các bạn đã có 7 nguyên tử, thầy xin lỗi, 6 nguyên tử carbon. Ở đây tổng cộng cả phân tử các bạn có 7C, vậy thầy cho 1C nữa ở đây. Thì các bạn sẽ có những vị trí nào gắn NH2? Nào, ở đây các bạn sẽ có một số vị trí gắn NH2 ra thầy. Đây là một vị trí này. Gắn vào carbon này. Hoặc các bạn có thể gắn vào vị trí octo, vị trí meta và vị trí para. Vậy thì các bạn sẽ có 4 công thức cấu tạo cho chất đó với 4 vị trí gắn khác nhau. Một cái gắn vào carbon này thì đấy sẽ gọi là amin chứa vòng thơm. Còn tất nhiên là 3 thằng còn lại sẽ gọi là amin thơm rồi, nhưng mà tất cả đều chúng đều thỏa mãn đều chứa nhân thơm cả. Nhưng nếu bạn nào khoanh là 4 chưa chính xác. Bởi vì nếu các bạn vẽ 4 cái đồng phân ở trên ý, chỉ là amin bậc 1 mà thôi. Vậy chúng ta còn một amin nữa là amin bậc 2. Khi viết đồng phân của amin thì các bạn lưu ý chúng ta phải vẽ đủ tất cả các loại bậc của amin ra. Đây là đồng phân amin bậc 2 duy nhất ở bài này. Bởi vì chúng ta chỉ có 7C trong tay thôi mà phải chứa các vòng thơm. Vậy với câu hỏi số 4 thầy chọn đáp án chính xác là đáp án C. Tổng cộng các bạn có 5 công thức cấu tạo. Đây là 4 này, đây là 1. Đấy là câu hỏi số 4. Các bạn sang câu hỏi số 5, một câu hỏi tính toán đầu tiên. Bởi vì hôm nay thầy nói rồi thời lượng chúng ta không có nhiều, thế nên thầy sẽ lựa chọn một số câu hỏi lý thuyết thường gặp, dễ sai và một số câu hỏi tính toán ở mức độ vừa phải cho các bạn có thể xử lý. Bởi vì liên quan đến bài tập của amin đơn thuần thì không có bài tập mức độ vận dụng cao đâu. Chỉ có mức độ vận dụng cao khi amin kết hợp với một số loại hiệu carbon. Bạn buộc các bạn phải sử dụng phương pháp quy đồ để các bạn giải quyết. Nào, câu hỏi số 5. Câu này các bạn cứ tính toán trước cho thầy nhé. Và các bạn ra đáp án bao nhiêu, các bạn bảo thầy và chúng ta khoanh. Câu này thì sẽ giải cho các bạn theo hai cách. Một cách là chúng ta làm thật, tức là làm trọn vẹn bài toán. Và một cách chúng ta sẽ ưu tiên làm trắc nghiệm và ưu tiên thể nhầm trước. Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thì thu được từng này CO2, nitơ và từng này gam nước, mà người ta gọi là công thức phân tử của X là. Thế thì khi các bạn gặp một bài tập mà đốt cháy một amin không rõ nó no hay không no thì buộc các bạn công thức khi đó phải đặt là CXHIN. Khi đốt cháy thằng này các bạn sẽ thu được là XCO2 cộng Y trên 2 nước và cộng với 1 phần 2 nitơ. Ở đây chúng ta có số mol nitơ 1,4 mol chia 2,4. Vậy các bạn sẽ ra là 0,0625 mol. Chúng ta có khối lượng nước là 10,125, các bạn chia cho 18 hộ thầy. Chúng ta có 0,5625 và cuối cùng 8,4 lít CO2. Các bạn sẽ có 0,375. Vậy thì bây giờ các bạn muốn đi tìm X và tìm Y, chúng ta chỉ cần nhóm cặp thôi. Các bạn nhóm CO2 và nitơ là các bạn tìm được ẩn X. Nhóm nước và nitơ các bạn tìm được ẩn Y. Vậy bây giờ thầy sẽ có phương trình. Suy ra 0,375 nhân 1 phần 2 bằng 0,0625 nhân với cả X. Vậy từ đó các bạn sẽ có X bằng. Thầy nhắc lại, đây được gọi là cách làm thật nhé. Vậy các bạn giữ x bằng 3. Và tương tự các bạn sẽ tìm được y bằng cách nhóm nước vào thằng này. 0,625 nhân y trên 2 gọi là quy tắc nhân chỉ đáo đấy, bằng 0,5625 nhân 1/2. Đó, các bạn nhóm lại thầy. Vậy chúng ta ra kết quả y bằng 9. Vậy với công thức C3H9N thì chúng ta chỉ có đáp án C thôi.
Nhưng đấy là cách làm thật, thầy nhắc lại cách làm thật. Còn đối với các bạn khi làm trách nhiệm, các bạn nên làm một động tác như sau. Bởi vì những câu hỏi dễ sẽ có những câu hỏi các bạn mò được ngay đáp án mà không cần dùng hết 100% ngữ kiện. Đó là bài tập đốt cháy, các bạn tìm vấn đề tỷ lệ C chia H. Tỷ lệ C trên H các bạn tính bằng số mol CO2 chia cho 2 lần số mol nước. Bởi vì giống như bảo toàn nguyên tố mà thôi. Toàn bộ nguyên tử carbon của các bạn chạy vào CO2 và toàn bộ nguyên tử H chạy vào H2O. Trong này có 2 nguyên tử H. Vậy các bạn có thể tính ngay tỷ lệ C trên H để chúng ta có thể dự đoán được kết quả. Ở đây các bạn có số mol CO2 là 0,375 chia cho 2 lần số mol nước là 0,5625 nhân 2. Vậy các bạn là tỷ lệ 1/3. Tức là tỷ lệ C trên H là 1/3, hay còn gọi là số nguyên tử hydro sẽ gấp 3 lần số nguyên tử carbon. Thì các bạn nhìn vào đáp án chỉ có một đáp án duy nhất thỏa mãn được, đó là đáp án C, 39, thì tỷ lệ chính là 1/3. Còn không đáp án nào đúng cả. Vậy với trắc nghiệm, đôi khi chúng ta vận dụng đáp án lên thì các bạn sẽ có rất nhanh kết quả. Đây là cách làm thật, đây là cách chúng ta làm nhanh. Chúng ta có đôi khi chúng ta có thể khoanh luôn đáp án, bởi vì đấy là câu hỏi rất dễ. Được chưa? Đấy là câu hỏi số 5. Tiếp theo các bạn sang câu hỏi số 6. Các bạn nhớ là trong tay chúng ta rất là nhiều công cụ, và đối với cả trắc nghiệm thì đôi khi chúng ta phải làm một số cách như vậy, vận dụng đáp án lên một chút. Nào các bạn tính ở đây câu hỏi số 6. Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi 1 amin bằng một lượng oxy vừa đủ, tạo thành 8 V lít hỗn hợp gồm có carbonic, khí nitơ và hơi nước. Các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện amin X có thể tác dụng với axit nitơ ở điều kiện thường, giải phóng khí nitơ, vậy chữ X là. Nào các bạn tính trước thầy câu hỏi số 16. Thầy xin lỗi câu hỏi số 6. Đốt cháy hoàn toàn V lít 1 hơi amin bằng một lượng oxy vừa đủ, thu được 8 V. Thế thì khi các bạn gặp cái bài tập mà người ta cho toàn tỷ lệ như thế này, V và 8 V, người ta gọi đây là bài tập tỷ lệ, không cho số mol, không cho khối lượng và cũng không có cái gì cụ thể ở đây cả. Thì các bạn hãy nhớ rằng đây người ta gọi là bài toán tự đặt lượng chất. Vậy thầy xét ngay V lít hơi 1 amin chính là 1 mol. Thì sau khi đốt cháy xong, các bạn sẽ thu được 8 mol lít hỗn hợp sản phẩm. Vậy từ đó chúng ta sẽ có. Ở đây các bạn phải vận dụng đáp án lên một chút. Nếu bạn nào nhòm qua đáp án rồi, các bạn sẽ thấy là 4 đáp án này có 2 đặc điểm chung. Đặc điểm chung thứ nhất là chúng cùng có 4C. Và đặc điểm chung thứ hai, chúng có 1 nguyên tử nitơ. Vậy, thầy xin lỗi 3C nhé. Vậy các bạn hãy đặt công thức của bài này sẽ là C3HIN. Đừng đặt là CHINZ các bạn nhé, bởi vì không thể đủ dữ kiện để bạn giải quá nhiều ẩn đấy đâu. Người ta đã cố tình cho thêm dữ kiện ở dưới đáp án rồi. Thằng này khi đốt cháy khỏi cân bằng oxy, sản phẩm của các bạn sẽ thu được là 3CO2 cộng Y trên 2 nước và cộng 1/2 oxy. Thầy xin lỗi, 1/2 nitơ. Vậy bây giờ các bạn lắp, thầy vừa xét V lít thằng này là 1 mol, thì các bạn theo tỷ lệ sẽ có 3 mol CO2 cộng Y trên 2 mol nước và có 1/2 mol nitơ. Mà người ta nói rằng sau phản ứng thu được tổng hỗn hợp sản phẩm ở đây có thể tích là 8 V. Mình vừa xét V là 1 mol rồi, thì tức là ở đây sẽ là 8 mol. Vậy từ đó các bạn tìm được ngay cái Y bằng, đây này, thay 3 cộng 1/2 cộng Y trên 2 bằng 8. Vậy các bạn nhẩm nhanh này, vậy Y sẽ bằng bao nhiêu? 3,5. 3,5 8 trừ 3,5 các bạn còn 4,5. Vậy thì các bạn sẽ ra ở đây Y cho thầy sẽ bằng 9 chứ. Y trên 2 bằng 4,5 thì Y bằng 9. Vậy có nghĩa rằng cái công thức cần tìm là C3H9N. Nhưng nếu các bạn nhòm ra đáp án, bạn sẽ thấy là có hai công thức cùng là C3H9N. Đáp án B và đáp án C, hai thằng no. Nhưng vấn đề chúng ta chọn B hay C bây giờ? Thì các bạn phải nhớ, amin đầu bài cho amin X tác dụng được với axit nitơ ở điều kiện thường tạo ra khí nitơ. Thì đây là đặc trưng của amin bậc 1, nhớ thầy. Chỉ có amin bậc 1 mới có tính chất như vậy, có khả năng tác dụng với HNO2 để giải phóng khí nitơ. Đấy là dấu hiệu của amin bậc 1. Vậy đáp án chính xác thì chọn đáp án C. Đừng bạn nào chọn đáp án B nhé, bởi vì nó không phải amin bậc 1, vậy chúng ta sẽ không chọn. Đấy là câu hỏi số 6. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 là một bài tập mà thầy muốn các bạn dùng định luật bảo toàn. Mỗi một câu hỏi để đưa ra cho các bạn sẽ có một ý tưởng và một số thứ mà các bạn nên nhớ và cần nhớ để sau này các bạn giải quyết những bài tập khó hơn, chúng ta vẫn có thể giải quyết được một cách rất là nhanh. Nào bài số 7. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp
Amin X thì cần từng này oxy. Sau phản ứng thu được nitơ, CO2 và nước, tìm giá trị của V. Thế nhắc lại câu hỏi số 7 sẽ là cái tiền đề để các bạn có thể giải quyết được câu hỏi số 8. Nào các bạn giải quyết này trong 1 phút thôi nào. Đó, tôi thấy các bạn, nhiều bạn giải rất là nhanh. Các bạn hoàn toàn thể ra được đáp án ngay. Bài này thì các bạn chỉ cần nhớ cái phương trình tổng quát là chúng ta sẽ nhìn ra ngay cái hướng để giải. Bởi vì các bạn thấy rằng phương trình tổng quát chúng ta có amin tác dụng với cả oxy. Sản phẩm của các bạn gồm có nitơ này, CO2 và nước. Vậy để giải quyết oxy thì thầy luôn nói các bạn là hạn chế về viết phương trình. Chúng ta hãy sử dụng định luật bảo toàn, tối đa định luật bảo toàn đi thì chúng ta sẽ ra được cách nhanh hơn. Bởi vì chúng ta làm trách nhiệm, không phải làm tự luận. Thế thì các bạn nhận xét là thầy là amin là không có oxy rồi. Vậy thầy hoàn toàn thầy dùng định luật bảo toàn nguyên tố. Thế định luật bảo toàn nguyên tố thầy có 2 lần số mol oxy. Bởi vì trong đây chúng ta có 2 nguyên tử oxy. Bằng. Bằng cái gì? Bằng tất cả lượng oxy sinh ra sau phản ứng. Vậy sau đứng 5 nữa oxy nằm ở 2 chỗ này. Bằng 2 lần số mol CO2 cộng với 1 lần số mol nước. Vậy thì từ đó các bạn tìm ra ngay được số mol oxy ngay. Bằng lấy cái này, tổng này các bạn chia đôi ra là xong. Thầy sẽ bấm máy tính cho các bạn nhé. 22 gram CO2 chia 44 là các bạn có 0,5 mol. 7,2 gram nước các bạn chia 18 chúng ta có 0,4 mol. Nào bây giờ chúng ta tính 2 lần CO2 0,5 nhân 2 cộng với 0,4 tất cả chia cho 2. Vậy các bạn có số mol oxy ở đây là 0,7 mol mà các bạn đem nhân 2,4 thôi. Chúng ta sẽ làm 15,68, đáp án B là đáp án chính xác. Vậy sau câu hỏi này hãy nhớ thầy một cái cách để chúng ta tính nhanh số mol của oxy. Hoặc từ oxy người ta cho CO2 thì tìm được nước. Hoặc là cho oxy nước và các bạn đã suy được CO2. Nói chung cái mối liên hệ giữa ba thằng này trong bài tập của amin rất hay dùng. Đừng dại gì viết phương trình mà cân bằng oxy. Hãy nhớ chúng ta có định luật bảo toàn nguyên tố trong tay. Đấy là câu hỏi số 7, thầy chọn đáp án B. Tiếp tục câu hỏi số 8. Tại sao thầy nói là câu hỏi số 7 là tiền đề để giải quyết câu hỏi số 8? Các bạn quan sát là thầy đầu bài và thử giải quyết trước có thể trong vòng 1 phút xem nào. Để các bạn nhìn được ý tưởng của câu hỏi này không? Như lúc đầu thầy có nói thì mỗi một câu hỏi để đưa ra cho các bạn đều sẽ có một cái ý tưởng nho nhỏ mà thầy gài gắm vào trong đó. Rồi các bạn hy vọng các bạn có thể tìm ra được nó và có thể nhớ được để gặp các bài tập khác chúng ta hoàn toàn xử lý được. Nào các bạn tính hộ thầy xem. Đã có bạn nhận ra ý tưởng của bài này. Ý tưởng bài này thì nói chung là không khó, khá là dễ thôi. Các bạn phải nhận xét một điều là gì? Tại sao ở đây cái lượng nitơ sinh ra lại nhiều như vậy? Nhiều bạn sẽ thắc mắc như thế đấy. Bởi vì các bạn thấy rằng là sau phản ứng thu được 0,4 mol CO2, 0,7 mol nước nhưng mà có đến 3,1 mol nitơ. Chẳng nhẽ trong cái amin này có quá nhiều nguyên tử nitơ như vậy? Hay người ta gọi là amin đa chức? Nhưng để ý đầu bài thì nó đây là một amin đơn chức. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người ta không hề đốt cháy bằng oxy mà ta đốt cháy bằng không khí. Khi đốt cháy bằng không khí tất nhiên là chúng sẽ tác dụng với oxy có trong không khí. Nhưng các bạn đừng quên rằng nitơ trong không khí cũng có. Và lượng nitơ trong không khí thường để tính toán cho dễ, người ta coi như là gấp 4 lần lượng oxy. Vậy thì ở đây đầu tiên chúng ta phải tìm ngay lượng oxy đã tham gia phản ứng. Thầy tóm tắt đầu bài cho các bạn như sau. Đây, tóm tắt ra cho dễ nhìn nhá. Chúng ta có amin này đem tác dụng với không khí, tức là vừa có oxy và vừa có nitơ. Cái lượng nitơ có sẵn trong không khí sẽ gấp 4 lần lượng oxy, bởi vì oxy chiếm khoảng 20% thì nitơ người ta cho xấp xỉ khoảng 80%. Sản phẩm của các bạn sẽ gồm có CO2, nước và nitơ sinh ra. Tổng lượng nitơ sau phản ứng chúng ta có là 3,1. Nó vừa từ amin ban đầu và vừa từ cái nitơ trong oxy cho ra các bạn. Trong không khí, dùng từ chính xác là trong không khí.
Các bạn có nước là 0,7 mol và thằng CO2 là 0,4 mol. Vậy hãy áp dụng ngay định luật bảo toàn nguyên tố để tìm ra số mol của oxy đã cần cho phản ứng cháy. Vậy các bạn sẽ có 2 lần số mol của khí oxy này bằng 2 lần khí CO2 và cộng với 1 lần số mol nước. Vậy từ đó thầy suy ra nhanh được số mol của khí oxy bằng 0,4 nhân 2 cộng 0,7 trừ đi. À quên mất, không có trừ đi cái gì cả, chia đôi thôi. Vậy các bạn sẽ có lượng oxy cần cho phản ứng cháy là tận 0,75 mol. Rất nhiều. Nhiều hơn những bài tập bình thường của mình. Vậy với 0,75 mol oxy này thì lượng nitơ có sẵn ban đầu sẽ là 3 mol. Bởi vì gấp 4 lần, 0,75 x 4 là 3. Vậy đằng sau phản ứng thu được có 3,1 thôi. Vậy chứng tỏ là trong cái phản ứng ban đầu đã cho các bạn có 0,1 mol nitơ mà thôi. Bởi vì nó có sẵn tận 3 mol cơ mà. Vậy người ta hỏi là giá trị của M là. Vậy giá trị của M chúng ta dùng bảo toàn khối lượng là xong. Cộng 3 thằng này lại trừ 2 thằng này ra khối lượng của amin. 0,4 nhân với cả 44 cộng 0,7 nhân 18 cộng với cả 3,1 nhân 28 trừ đi 2 thằng này đó thầy. Trừ đi 0,75 nhân 32 trừ đi 3 nhân 28. Vậy các bạn đang 9 gam. Câu hỏi này phải chọn đáp án A. Nhiều bạn bảo là bây giờ con không thích sử dụng cái số 3,1 này, sử dụng 0,1 mol nitơ thoát ra thôi. Được. Thì khi đó bạn có thể bỏ qua cái này. Coi như là cái 3 mol nitơ có trước và có sau, vậy mình loại nó đi luôn. Hiểu không? Vậy với câu hỏi số 8, chúng ta chọn đáp án A. Vậy qua câu hỏi số 8, các bạn phải nhớ một điều. Khi đốt cháy đầu bài cho bằng oxy hay bằng không khí là các bạn phải cẩn thận. Bởi vì cái nitơ sinh ra ấy, nó sẽ lẫn vào cái lượng nitơ có sẵn nếu đốt cháy bằng không khí. Đấy là cách giải của bài tập số 8. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi số 9 nhé. Một câu hỏi mà nói chung là cũng không khó đâu. Nói chung thì nói rồi, bài tập những cái buổi đầu năm như thế này thầy sẽ không đưa cho bài tập quá khó đâu, để các bạn hoàn toàn biện luận được và giải quyết được 100% đã. Sau này đến cuối năm khi mà chúng ta tổng ôn, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý một số bài tập ở mức độ vận dụng cao. Câu hỏi số 9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm có 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 11 gam CO2 và 7,2 gam nước. Tìm công thức phân tử của 2 amin. Vậy với câu hỏi số 9, thầy cũng lại có một cái ý nho nhỏ muốn nhắc lại các bạn khi các bạn xử lý bài tập. Trước tiên, các bạn giải quyết trước có thể trong 1 phút. Nào, 1 phút cho các bạn giải quyết nhé. Rồi. Ở câu hỏi số 9 thì các bạn, cái điều mà thầy muốn nhắc các bạn là gì? Hãy nhớ cái mức tổng quát của amin no đơn chức mạch hở. Đây là một loại amin khá là thông dụng. Có thể nói là loại amin dễ nhất. Công thức của chúng sẽ có dạng là CnH2n cộng 3n lớn. Thì nhắc lại cho các bạn, đây là công thức tổng quát của amin no đơn chức mạch hở. Thế thì thằng này khi đốt cháy ở đây, chúng ta không có. Ở đây chúng ta, các bạn nhớ nhé, bài tập mà tìm tỷ lệ C trên H ấy, chỉ nên dùng với bài tập 1 amin thôi. Khi gặp nhiều amin thì tỷ lệ C trên H chúng ta không còn ý nghĩa nhiều nữa. Vậy ở đây chúng ta sẽ có sản phẩm khi đốt cháy ra NCO2 cộng với cả N cộng 3 phần 2 nước. Và có một điều thứ hai thầy muốn nói cho các bạn, đó là cái cách tính nhanh số mol của amin, số mol của hỗn hợp amin no đơn chức mạch hở. Thế thì các bạn nhìn này, chúng ta lấy nước trừ CO2, cái nitơ bỏ qua nhé. Nước trừ CO2 thì bạn sẽ lấy N cộng 3 phần 2 này, trừ đi N. Nhưng vẫn chưa ra được số mol của thằng này vì hệ số đó là 1. Vậy thì chúng ta sẽ có số mol của amin được tính nhanh bằng cách lấy số mol nước trừ số mol CO2. Nhưng thầy nói rồi, trừ 2 đấy thôi chưa đủ. Bởi vì thằng này trừ đi thằng này mới ra 3 phần 2. Mà hệ số của nó là 1. Vậy 3 phần 2 nhân bao nhiêu để thành 1? Thì rõ ràng chúng ta phải nhân với 2 phần 3. Đây là công thức để tính nhanh số mol của amin no đơn chức mạch hở. Các bạn có thể nhớ thêm. Nếu không, không sao cả. Bởi vì bài này không dùng đến. Mà các bạn muốn dùng cũng được.
Ở đây thầy có 11 gam CO2 tương với 0,25 mol, vì 11 chia 44 là không là 1/4. 1/4 là 0,25 mol. Số liệu rất dễ. 7,2 gam nước là 0,4 mol. Để tìm ra cái giá trị N trung bình, bởi vì đây là hai amin kế tiếp nhau không? Thầy sử dụng trung bình. Thì các bạn chỉ cần nhân chéo hai cái này thôi là chúng ta có phương trình tìm N rồi. Vậy từ đó bạn tìm được thầy N trung bình bằng bao nhiêu nào? 0,25 nhân với cả x cộng n chứ cộng 3/2 thì bằng 0,4n. Vậy từ đó các bạn có n trung bình bằng 2,5. Còn bạn nào không thích dùng cái này ý, có một cái khác nhanh hơn. Khi vào máy tính này, lấy nước trừ CO2 0,4 trừ 0,25, sau đó đem nhân 2/3, các bạn ra 0,1. Đây là 0,1. Vậy số nguyên tử C trung bình được tính bằng gì? Số mol CO2 chia số mol amin. 2,25 chia 0,1 vẫn ra 2,5. Nói chung có rất là nhiều cách. Vấn đề là các bạn chọn cách nào, các bạn thạo cách nào để các bạn làm thôi. Chứ đừng có đâm đầu quá nhiều cách để các bạn không thạo, không thể làm để giải quyết được nhanh chỗ đấy. Vậy các bạn ra N trung bình bằng 2,5 thì rõ ràng một thằng sẽ là C2H7N, một thằng là C3H9N. Vậy đáp án chính xác thì chọn là đáp án B. Được chưa? Đấy là cách giải các câu hỏi số 9. Nhớ đầy hai thứ: phương trình tổng quát và công thức tính nhanh của amin cho câu hỏi số 9. Mỗi câu sẽ có một ý tưởng, thế nên không câu nào để cho lặp lại đâu, bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta chữa những cái kiểu câu lặp lại như vậy. Các bạn về có thể tự thực hành cho thầy, hoặc là xem trong phần khóa học, thầy có đưa ra rất là nhiều bài tập để các bạn có thể tham khảo với chúng. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi số 10. Hôm nay tổng cộng chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Câu hỏi số 10 thầy đưa ra cho các bạn, nó lại không phải rơi vào bài tập đốt cháy nữa, mà rơi vào bài tập tính 3 giờ của amin. Nào các bạn giải quyết được câu hỏi số 10. Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 18,975 gam muối. Người ta hỏi khối lượng HCl cần dùng là, thầy đưa cho bạn một câu hỏi rất dễ để nhằm nhắc lại cho bạn một vấn đề. Vấn đề là gì? Các bạn có thể tính câu hỏi trong 30 giây của thầy. Nhà các bạn tính câu hỏi xem. Rồi, các bạn ra rất là dễ câu hỏi này. Vì sao lại dễ như vậy? Thầy viết lại phương trình tổng quát cho các bạn. Thực ra bài này không nhất thiết phải là HCl. Người ta có thể cho tác dụng với HNO3 hoặc CO2 và nước, tức là H2CO3 đấy. Cũng đôi khi cũng sẽ dùng H2O4 acid sulfuric. Thế thì các bạn phải nhớ phương trình tổng quát của thầy này. Amin, một hỗn hợp amin cũng được. Khi tác dụng với acid thì sản phẩm của các bạn thu được chỉ có muối thôi. Người ta gọi đây là phản ứng hóa hợp. Nhớ nhá, phản ứng hóa hợp. Hai này tác dụng với nhau chỉ thu được muối mà thôi, không có nước nhé, không phải axit tụng 3 giờ đâu. Vậy thì để tìm ra khối lượng axit, chúng ta có thể áp dụng ngay định luật bảo toàn khối lượng. Chúng ta lấy khối lượng muối trừ đi khối lượng amin là ra khối lượng axit rồi. Vậy khối lượng muối các bạn có 18,975 trừ đi khối lượng của 2 amin là 9,85. Vậy các bạn ra ngay được 9,125 gam axit. Vậy đáp án ở câu hỏi số 10 thì chọn các bạn là đáp án C. Nhớ thầy nhá, có hai cách để làm. Một là chúng ta nghĩ rằng đây là cái cách bảo toàn khối lượng, và một cách nữa có thể nói là theo cách tăng giảm khối lượng. Thì sẽ hướng dẫn cách đấy trong bài tập của amino acid. Còn với câu hỏi số 10 này, chúng ta chọn đáp án C thôi. Câu hỏi rất dễ. Các bạn sang câu hỏi số 12. Để trung hòa 55 gam dung dịch một amin đơn chức X có nồng độ 10%, cần dùng 50ml dung dịch HCl2M. Vậy công thức của amin X là. Câu hỏi này thầy chỉ lưu ý các bạn một điều duy nhất, 55 gam ở đây đừng coi nó là khối lượng của amin, bởi vì đấy là khối lượng của dung dịch amin. Amin này chỉ chiếm 10% thôi. Vậy thực tế khối lượng của amin chỉ là 5,5 gam. Sau đó các bạn hãy nhớ một điều rằng đây là một amin đơn chức, vậy do đó chúng sẽ tác dụng HCl theo tỷ lệ mol 1:1. Vậy chúng ta có, đây là hướng tư duy thôi nhá, thầy viết lại cho các bạn. Mình tư duy trong đầu thôi, nhưng mình viết ra thì như vậy. Bằng số mol của HCl. Bởi vì tỷ lệ mol 1:1 bằng bao nhiêu? 50ml HCl2M, vậy là 0,01 mol. À xin lỗi, 0,1 mol chứ thầy nhầm. Vậy với 0,1 mol mà khối lượng amin có, vậy từ đó chúng ta tìm được M lớn của amin bằng 55.
Vậy năm nhăm bây giờ làm thế nào tìm được công thức của amin? Dễ cực. Các bạn nhớ cho thầy đây là amin đơn chức. Vậy do đó cái gốc R của chúng ta có thể viết là dưới dạng là RN không? Thì trừ đi 14 là nguyên tử nitơ, quả ra R. Vậy R chúng ta bằng 51. Vậy 51 là sơ mấy hát mấy? Thầy đã dạy các bạn từ phần hiệu carbon lớp 11 rồi. Hãy đem chia cho 12. 51 chia 12 được khoảng 4. 4 này là 48. Từ từ xem có đúng không nhé. Các bạn xem lại của thầy xem nào. Trong số liệu nó phải hơi sai sai đấy. Nồng độ 10%. 41 nhá, thì nhầm không phải là 51 đâu nhá, mà là 41 thì trừ nhầm đấy nhá. Đó, vậy thì đây các bạn chỉ được khoảng 3 thôi. 3 thì là 36. 41 trừ 36 các bạn sẽ ra là 5. Vậy công thức cần tìm của chúng ta là C3H5N. Đây này, số phần nguyên này này là số nguyên tử carbon, phần dư là hydro. Vậy C3H5N chúng ta chọn đáp án A là đáp án chính xác. Cho câu hỏi số 11. Một câu hỏi mà các bạn nhắc lại cái cách để chúng ta tìm gốc hiệu carbon. Vẫn là một ý tưởng dễ thôi. Các bạn hãy kết hợp những ý tưởng dễ này, chúng ta sẽ làm được những bài tập khó hơn. Thì đây là ý tưởng của câu hỏi số 11. Hãy nhớ về ý nghĩa C% và nhớ cái cách đi tìm gốc hiệu carbon khi các bạn chỉ biết nó là một con số không nhập được, tức là chúng ta không thuộc được cái gốc đấy. Hãy đặt phép chia cho 12. Tiếp theo các bạn sang câu hỏi số 12 hộ thầy. Một chất hữu cơ X trong phân tử tên mạch hở nhá, chỉ chứa CHN. Vậy chúng ta có thể biết được à, có thể đây sẽ là một amin. Trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Biết rằng X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1, vậy công thức của X là. Các bạn lại làm tiếp vào thầy. Và thầy sẽ lại có một cái mẹo nữa cho các bạn để làm nhanh những câu hỏi liên quan đến phần trăm của nguyên tố trong hợp chất. Nào các bạn giải quyết cho thầy trong 1 phút. Và nhớ comment đáp án của mình lại. Các bạn chọn đáp án nào? C mấy, H mấy? Thời đấy các bạn có thể ra được rồi. Cũng có bạn hiểu cái ý tưởng đấy rồi. Bởi vì thực ra nó không phải là cái gì quá xa lạ cả. Nhưng mà thầy muốn tất cả các bạn phải biết những ý tưởng đó, để tất cả các bạn đều có thể giải quyết được. Thế thì ở câu hỏi này, thứ nhất chúng ta sẽ đi từ dự kiện cuối. Nó tác dụng với cả HCl theo tỷ lệ mol 1:1, chứng tỏ trong phân tử này, hay dùng từ chính xác, đây là amin đơn chức. Amin đơn chức tức là sẽ có một nguyên tử nitơ. Nếu đúng bản chất nhé, các bạn sẽ đặt công thức là RN. Sau đó đi tìm phần trăm của nitơ bằng cách lấy một nguyên tử nitơ là 14 chia phân tử khối cả hợp chất là R cộng 14 nhân 100% thì bằng cái phần trăm này. Cũng được, các bạn giải ra R đi tìm giống bài trên chia ra. Nhưng thầy muốn làm cách nhanh hơn. Thực ra nó là một cái công thức nghiệm mà thôi. Khi các bạn biết được số lượng nguyên tử nitơ bạn dùng trong toán học ấy, một nguyên tử nitơ. Thì bạn tưởng tượng trong đầu như này, một nguyên tử nitơ là 14 thì ứng với cả 23,73%. Vậy thì cả hợp chất tức là ứng với 100% thì có phân tử khối là bao nhiêu? Thì nhớ thầy hãy lấy phân tử khối của cái chất của nguyên tố bạn vừa biết, ở đây là 14. Các bạn chỉ cần đem chia cho thầy về cái phần trăm của chúng, là chia cho 23,73% là ra. Vậy lấy 14 chia cho 23,73 nhân 100. Vậy từ đấy các bạn tính ra ngay được cái phân tử khối của cái hợp chất ý. Các bạn sẽ ra 58,99, tức là xấp xỉ khoảng 59. Sau đó 59 bị nhầm dẫn đầu, à đây là amin đơn chức, vậy trừ đi 14. Các bạn sẽ còn là 55. Sau đó 55 các bạn nên chia 12, à xin lỗi 45 nhé, thầy toàn trừ nhầm như vậy. Sau đó các bạn chia 12, các bạn sẽ ra được đây là 3, 3 nhân là 36, vậy trừ 9, C3H9N, đáp án C. Đúng chưa? Vậy là khi các bạn thạo rồi thì những câu hỏi này các bạn tính toán hoàn toàn nhanh. Còn khi các bạn chưa thạo thì có thể các bạn mất khoảng 2-3 phút để bạn giải quyết. Đó là chuyện bình thường. Nhưng trước tiên chúng ta phải làm được đã. Và thầy sẽ luôn luôn đưa cho các bạn cái mẹo để các bạn có thể giải quyết nhanh câu hỏi đó. Chứ chúng ta không có công thức tính nhanh nhé. Phân biệt rồi thầy. Tiếp tục chúng ta sang câu hỏi số 13. Vẫn là một câu hỏi liên quan đến tính bazơ của amin. Nhưng thầy không sử dụng phản ứng với axit nữa, mà thầy đưa phản ứng với cả dung dịch muối. Nào các bạn giải quyết trước câu hỏi này. Tính toán câu hỏi này cũng khá là dễ thôi. Cho 13,5 gam một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu được 10,7 gam kết tủa. Vậy công thức của ankylamin là,
Ở đây thầy chỉ muốn nhấn mạnh các bạn, giải quyết các bạn một điều là ankylamin ở đây có nghĩa là đó là amino đơn chức, nhớ nhé, ankylamin. Và thực ra các bạn nhìn vào đáp án các bạn có thể suy luận được điều đấy, hiển nhiên thôi. Câu này thầy đưa ra các bạn để các bạn nhớ được cái phương trình. Bên cạnh cái việc mà tác dụng được với cả dung dịch axit thì amin hoàn toàn có thể tác dụng được với các dung muối của một số cái ca trong kim loại mà có hydroxit kết tủa. Nói thì nghe nó phức tạp thôi, nhưng thực ra các bạn viết phương trình bình thường là có thể ra được. Nào tính cho thầy xem. Ở bài này thầy sẽ viết lại phương trình cho các bạn. RnH2. Thực ra thì nhắc lại một điều là tất cả các amin đều có tính bazơ. Bậc 1, bậc 2, bậc 3 hay cho đến amin thơm, amin no, amin không no đều có tính bazơ hết. Thế nên khi thầy viết cái này các bạn đừng có nghĩ rằng mà chỉ có bậc 1 thì có nhé. Không phải đâu. Khi viết phản ứng với muối thì đừng quên có nước ở đây. Thầy nhắc lại các bạn phản ứng. RnH2 với nước thì công thức giống như là RnH3OH. Bởi vì đây là một cái chất không bền, thế nên người ta tách thành amin và nước, giống như H2CO3 thôi, một axit yếu và không bền nên người ta tách thành CO2 và nước. Bazơ tác dụng với muối, thu được muối mới là RnH3Cl. Và bazơ mới chính là cái kết tủa các bạn, FeOH3. Kết tủa màu nâu đỏ. Vậy các bạn có 10,7 gam kết tủa chính là khối lượng của FeOH3. Vậy các bạn tính nhanh cho thầy số mol nữa là 0,1 mol. Vậy với số mol là 0,1 mol như vậy, các bạn tính ngược lên trên cho thầy. Các bạn sẽ ra có ngay số mol của amin sẽ là 0,3 mol. Vậy với 0,3 mol, khối lượng người ta đã cho 13,5 gam. Vậy các bạn tìm ra m lớn của amin hộ thầy. 13,5 các bạn đem chia hộ thầy cho 0,3. Vậy chúng ta ra 45. Vậy 45 là amin gì? Chúng ta lại lấy 45. Trừ đi cái NH2 là trừ đi 16. Cảm giác 29 thì nó chỉ có thể là etilamin thôi. C2H5 NH2. Vậy đáp án chính xác đây phải chọn là đáp án B. Vậy câu hỏi số 13 nhằm mục đích nhắc lại cho các bạn cái công thức tính amin. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi số 14. Gần đến câu hỏi cuối cùng rồi. Thế nhắc lại, hôm nay chúng ta không có câu hỏi nào vận dụng cao cả. Thực ra trong cái vòng đầu tiên chúng ta học thấy không đưa vận dụng cao đâu, sẽ hơi khó với các bạn. Có chăng là một số bài tập nó lừa hơn một chút thôi. Câu hỏi số 14. Các bạn quan sát đầu bài. Cho 3,04 gam một hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 5,96 gam muối. Tính thể tích của khí nitơ sinh ra khi đốt cháy hết toàn bộ hỗn hợp X trên. Nào các bạn giải quyết được thầy câu hỏi này. Kết hợp vừa bài tập cháy, kết hợp với cả bài tập về tác dụng tính bazơ, thì tính bazơ của chúng. Hai câu cuối là thầy lồng ghép một chút kiến thức, tức là kết hợp cả hai cái dữ kiện, cả cháy và tác dụng tính bazơ của chúng để các bạn có thể có cái nhìn tổng quát nhất. Chứ đôi khi đi thi không phải là chỉ có một xuất hiện một bài tập duy nhất đâu. Các bạn làm thử ở đây câu 14 nữa thầy. Ở câu hỏi này thì các bạn chỉ cần nhận xét được về cái số nguyên tử là chúng ta có thể tính ra được. Trong cái thử nghiệm thứ nhất chúng ta có, ở đây người ta cho một amin đơn chức rồi, tức là các bạn chỉ có một nguyên tử nitơ thôi. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi tìm ngay được số mol của amin chính là số mol của nguyên tử nitơ mà chúng ta đang có. Vậy đầu tiên các bạn theo định luật bảo toàn khối lượng này. Chúng ta có khối lượng của amin, tính rất nhanh. À thầy xin lỗi, khối lượng amin.
amin có rồi, khối lượng của HCl chứ. Bởi vì các bạn đã có khối lượng của amin là 3,04, các bạn có khối lượng của muối sau khi tác dụng với HCl là 5,96. Vậy chúng ta lấy 5,96 trừ đi 3,04, các bạn sẽ ra là 2,92 gram. Đấy chính là khối lượng của HCl. Vậy chúng ta có là 2,92 nhé. Thầy viết lại để cho bạn nhìn ý tưởng cái bước làm thôi. Chứ còn khi các bạn thạo thì bấm máy tính liên tục cho thầy. Số mol HCl bằng 2,92 đem chia cho 36,5, chúng ta ra số mol là 0,08. Vậy tức là số mol amin cũng là bằng 0,08. Bởi vì amin chúng ta cho là amin đơn trước, vậy suy ra số mol của nguyên tử nitơ trong amin cũng là 0,08 mol. Theo định luật bảo toàn nguyên tố chúng ta có là gì? Một nguyên tử nitơ thì chỉ tạo ra 1/2 N2 thôi, người ta cần tìm cái này. Vậy chúng ta có 0,08 thì đây là 0,04 mol. Vậy các bạn nhân lên các bạn sẽ ra đáp án D, 0,896 lít nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn. Đấy là cái giải câu hỏi số 14. Nói chung là dễ, các bạn chỉ cần nhìn nhận cái mối liên hệ giữa hai thí nghiệm với nhau thôi. Và chắc chắn chúng phải có mối liên hệ nào đó thì chúng ta mới có thể tính toán được. Chứ không bao giờ người ta cho một cái bài toán mà không có mối liên hệ nào mà bắt chúng ta tính cả. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu hỏi số 15. Cũng lại là một bài tập kết hợp cả hai thí nghiệm. Các bạn làm thử có thể. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amino mạch hở X bằng khí oxy vừa đủ. Thu được 0,5 mol hỗn hợp gồm khí và hơi. Các bạn nghe từ hỗn hợp khí và hơi là biết chắc chắn phải tính cả hơi nước trong đấy rồi. Sau đó một thí nghiệm khác người ta cho 4,6 gram X, thì hãy nhớ thầy rằng 4,6 gram này chưa chắc đã là 0,1 mol. Người ta hoàn toàn có thể ứng với 0,2 hoặc là thậm chí ứng với 0,05 mol. Bài tập tỷ lệ 2/0 bằng nhau. Vậy ở thí nghiệm thứ nhất chúng ta đọc ra vị rồi phải biết được cái công thức của chúng để chúng ta xem hai cái phần này liên hệ với nhau thông qua hệ số tỷ lệ là bao nhiêu để chúng ta giải quyết. Nào các bạn thử giải quyết câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu số 15, trong khoảng 2 phút đến 1 phút rồi. Bạn nào có kết quả thì đọc ngay cho thầy nhé. Theo các bạn ở đây, cái hệ số K là bao nhiêu? Cái công thức bạn tìm ra là gì? Thầy bắt đầu các bạn ra được kết quả đấy. Bài này thì cái việc khó nhất ở đây là các bạn phải đặt được công thức tổng quát để chúng ta giải quyết cho bài tập đốt cháy của amin. Thế thì ở đây người ta chỉ cho là một amino mạch hở chứ chúng ta lại không biết số lượng nhóm chức, khác với các bài ở trên. Bác bài ở trên thì cho các bạn là amin đơn chức, còn không biết no hay không. Mà để ngược lại cho no nhưng không biết đơn chức hay đa chức. Vậy thì thầy hướng dẫn các bạn cái cách thiết lập công thức. Đừng thuộc nhiều, chúng ta hãy học cái cách thiết lập để chúng ta có thể có cách xử lý linh hoạt nhất trong bài tập. Nếu mà xác định no thì chúng ta phải đi từ một ancan, bởi vì ancan là CnH2n cộng 2 là một gốc no. Bây giờ các bạn tưởng tượng là muốn đưa một nhóm amin vào, thầy giả sử đưa amin bậc 1 đi cho dễ, một nhóm NH2 vào. Bởi vì gốc NH2 là hóa trị 1, khi thầy đưa một nhóm NH2 vào đồng nghĩa thầy phải bớt đi một nguyên tử hero trong này để mới có cái liên kết để chúng ta gắn NH2 vào. Nhưng ở đây thầy không biết đưa bao nhiêu nhóm NH2 cả, thầy đặt M nhóm NH2 đưa vào. Một nhóm bớt một hero, hai nhóm bớt hai hero. Vậy khi thầy đưa M nhóm NH2 vào, rõ ràng thầy phải bớt đi M nguyên tử hero. Vậy khi đó công thức của thầy sẽ là CnH2n cộng 2 trừ M và NH2 gắn vào cũng là M lần.
Thế thì khi đó thầy sẽ nhân bung nó ra, tách nó ra. Đây chúng ta sẽ là 2N cộng 2 này. Ở đây các bạn đang trừ M. Nhưng bạn nhân vào chỗ này thì cộng 2M nữa. Vậy tổng cộng chúng ta là 2N cộng 2 cộng M. Rồi NM. Đây là công thức tổng quát của amin no đa chức. Thực ra là không biết bao nhiêu nhóm chức thì bạn dùng như thế này. Thế thì sau phản ứng các bạn sẽ thu được NCO2 này cộng với N cộng 1 cộng M trên 2 nước này và cộng với M trên 2 nitơ. Ở đây chúng ta có 0,1 mol amin ban đầu. Thế thì các bạn có đây là 0,1N. Chúng ta 0,1 nhân N cộng 1 cộng M trên 2 cộng với 0,1 nhân M trên 2. Thực ra bạn dùng tỷ lệ cho nó nhanh. 0,1 và 0,5 thì chứng tỏ là tổng tất cả chỗ này lại sẽ bằng 5. Vậy thì từ đó các bạn sẽ suy ra N. Tức là thầy nhân hết chỗ này lên với 10 nhé. Thì thay vì bằng 0,5 thì cho bằng 5. N cộng với N cộng 1 cộng M trên 2 cộng M trên 2 bằng 5. Rút gọn đi. Các bạn sẽ có là 2N cộng M bằng 4. Một phương trình hai ẩn đối với toán học thì các bạn chẳng có cách nào giải quyết được. Nhưng đối với hóa học có thể giải quyết được nếu NM chỉ là một hữu hạn nghiệm. Vậy thầy bắt đầu cho biểu thức. Thầy sẽ cho M tìm N bởi vì M là số lượng nhóm chức nên nó sẽ ít hơn với số C. Tức là ít giá trị hơn ý, chứ không phải là thầy nói là ít hơn nhé. Thầy có thể hoàn toàn có cho đơn chức này. Nếu cho N vào đây, thực ra các bạn nhìn thấy N ở đây nó phải là... Thực ra các bạn cho N tìm M cũng được, cái nào cũng được. Cho N vào 1 vào đây các bạn thấy bị vô lý bởi vì sao? 4 trừ 1 là ra 3. Ở đây nó không thể chia 2 thì không thể có số C lẻ như vậy được. Vậy loại trường hợp này. Vậy chỉ có một trường hợp duy nhất là M bằng 2 hay bằng 1 thôi. Chứ còn bạn cho 3 trở lên là nó không được rồi. Vậy đây là một nghiệm duy nhất. Vậy công thức của chúng ta là CH6N2. Công thức cấu tạo là CH2NH2. Một amin hai chức. Vậy rõ ràng thằng này sẽ khi tác dụng với HCl phản ứng với hai phân tử HCl. Vậy các bạn xem cho thầy trong thí nghiệm 2 với 4,6 gam amin thì số mol nó là bao nhiêu nhé? 4,6 chắc là 0,1 mol thôi bởi vì nhìn công thức này là đoán được đây. 12 cộng 6 cộng 28. Đúng rồi, 0,1 mol. Thì khi đó số mol HCl của thầy dùng là 0,2 mol. Vậy đáp án chính xác thì chọn đáp án B. Đấy là cách giải quyết câu hỏi cuối cùng. Vậy qua câu hỏi này thì có hai điều muốn nói với các bạn. Thứ nhất, đó là phải hiểu cái cách thiết lập công thức của amin. Bởi vì đi thi các bạn sẽ gặp một cái hỗn hợp amin bất kỳ nào đó. Chúng ta phải linh hoạt chúng ta mới có thể giải quyết được. Vấn đề thứ hai ở câu hỏi này chính là cái việc các bạn nhớ rằng đây là hai phần không bằng nhau. Và dùng từ là chưa chắc đã bằng nhau. Chúng có thể bằng nhau sau này các bạn tính thật và cũng có thể không bằng nhau. Vậy các bạn hãy tính cụ thể ra nhé. Vậy tóm lại hôm nay qua 15 câu hỏi liên quan đến amin, cả lý thuyết này lẫn bài tập liên quan đến phần phản ứng cháy và phản ứng liên quan đến tính bazơ của amin thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhất liên quan đến bài tập của chúng. Và thầy nói rồi, nếu một mình amin thôi, bài tập sẽ không khó với các bạn đâu. Nhưng khi kết hợp chúng với các loại hydro carbon thì bài tập của chúng ta bắt đầu có sự khó khăn hơn. Vậy các bạn nhớ cái cách giải quyết của chúng. Và tuần sau chúng ta sẽ dành cái buổi thứ ba để cùng nhau nói về bài tập về amino acid, một phần cực kỳ quan trọng và cực kỳ nhiều kiểu bài tập liên quan đến chương này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học thứ ba tuần sau. Đừng quên lịch các bạn nhé.